Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc ngày thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2024. Buổi tối ngày 4 tháng 3 lọc miền Bắc trên kênh nó về được con 16 được hai con. Con tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày 5 tháng 3, con mật thủ mình dự đoán đó là cái con 13. Song thủ mình dự đoán cái cặp 0660. Anh chị em hãy tham khảo, chúc cho anh chị em có nhiều may mắn trong ngày 5 tháng 3.